Nhi yên tâm, em đã có bảo bối đấy rồi. Hả? Thật không chị? Đây là nghiên cứu mới nhất của em và 8 tuốt đó. Đầy cun siêu ngầu. Xin giới thiệu với mọi người đôi giày cun. Wow. Đôi giày đẹp quá. Chỉ cần xỏ giày vào là đôi giày sẽ tự động ôm khít vào chân, tạo cảm giác vô cùng thoải mái. Giày cun sẽ giúp nâng cao khả năng của mọi người. Đây là đồng hồ cun thông minh sẽ giúp mọi người liên lạc với nhau trong trận đấu. Wow. Thích không anh hai? Đôi giày vừa khít chân luôn nè. Thích quá đi. Wow. Ở hiệp 2, chúng ta sẽ thay đổi chiến thuật bất ngờ. Mọi người hãy cố lên. Em có kế sách này. Hiệp 2 chắc phải ghi 20 trái mới đã. Làm thủ môn như ta chắc lục nghề quá à. Hai người đừng có mà chủ quan đó nha. Có robot quan hệ thì còn lâu tụi nó mới thắng được. Đáng yêu quá đi. Nhãn con bò đó lại. Chạy đi đâu vậy bé con? Cô Lô, ông lại đi bắt nạt trẻ con hả? Ta bắt nạt nó thì biết làm gì được ta nào. Ông mừng hơi sớm đó. Holo, bị chậm chết rồi. Ba bự chết tiệt, trả bóng cho ta. Mau chặn ba bự lại. Ba, coi chừng. Đừng hòng lấy bóng. Con tới đây. Yeah. Hả? Bọn ta cũng tới đây. Nhỏ như con thỏ. Hung thần của bọn ta bất khả xâm phạm, nghe chưa? Con bò vô dụng. Ta mãi mãi quá mà không để ý con bé tam tuốt. Giỏi quá, nhờ có công của bà Mu đó anh hai. Nhưng mà chân bà Mu bị thương rồi. Sao không Mu? Phải cho bà Mu nghỉ ngơi đi thôi. Hả? Chị chưa đá bóng bao giờ mà. Chết chết yên tâm, chị đã có kế hoạch. Nhục nhã quá đi lão bụi. Để một đứa con nít kia bà. Ông làm như mình giỏi lắm vậy. Cái đồ hậu đậu như ông mà đòi chơi bài người khác hả? Ai ông im hết đi cho ta. Đã nói là đừng có mà chủ quan rồi. Cho các người xem vũ khí của ta nè. Cái gì kìa? Đám robot kia, nó không phải là bóng đâu. Bóng thật đâu? Bóng thật đâu rồi? Kia kìa. Lại buổi đó bị nóng à? Tên bảo bóng trong trắng bay đây. Lão bụi. Lên đây mà bắt ta. Bị giam thách ta hả? Xem đây. Ôi, tôi sợ đấy. Ta sẽ móp dụng nguyên thơ nguyện. Lão bụi, sao ông lại bỏ cầu gôn thế kia? Trời ơi là trời. Lão bụi cứ vui vẻ chơi đi nha. Không xong rồi. Huh?
ta biết được thơ Nguyễn lừa ta chứ? Là giống ngây thơ mà. Mi còn nói nữa hả? Im hết cho ta. Chụp chớp có chân. Đâu dễ như vậy. Ai chớp chớp? Con đây nè, tao tuốt. Hả? Do Mi con chip này nè. Có hiệu quả không ta? Hả? Sao con robot lại hành động kỳ thú như vậy? Con robot làm sao vậy? Con vô vậy chứ? Sao lại hành động kỳ cục như vậy chứ? Con robot này bị làm sao vậy? Ai? May quá, phải dẫn cản được bóng. Đón tiếp này lão bụi. Bọn ta đến giúp ông đây. Đừng không. Các người dám coi thường ta hả? Xem ta đây. Tuyệt chiêu cánh cọp siêu tốc này. Lô, chơi tất tại đi ông. Được, vũ khí cuối cùng của bọn ta. Xem các người làm sao mà thắng được.